Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Hôm nay cả nhà Kim lại đi mua đèn cho nhà bếp nữa nè mọi người. Đi chạy xuống tới dưới Manchester luôn hả cô chú anh chị. Đi tìm để hôm nay đi tìm xem là có mua được cái nào không. Rồi mọi người ơi, đây là một cái showroom bán đèn rất là xa luôn, ở gần Manchester, từ Manchester đi qua bên phía bên đây hả mọi người. Hôm nay hy vọng là đi xuống đây sẽ mua được đèn. Hôm bữa đi chỗ kia mà Kim không có thích, xong hôm nay ba chị chở xuống tới đây luôn. Hôm nay mà không mua được thế nào anh cũng cằn nhằn cho mà coi nè. Đây cái bộ ba cái đèn nè. Bộ này 112 bảng Anh. Like something like that. Còn bà Chi kìa, mới nghe nhạc quá nhảy. Mấy trên kia là đèn chùm, đèn chùm phòng khách, như đèn pha lê hả cô chú anh chị. Bà Chi đang thích cái này. This one. Bà chị nói cái này là ngay quầy bar, cái này là ngay cái bàn ăn, nhưng mà nó không có giống nhau nha mọi người. Cái màu vàng này là được nè, nhưng mà cái đó là màu đen rồi thì không thích. Nó hai người. Bà chị rất là nhanh nhìn vô cái chọn liền, không có kiểu như là không có ngắm nghía kỹ lưỡng màu sắc hay là chung bộ hay là không chung bộ gì hết trơn. Nhiều lắm cô chú anh chị ơi, ở đây. Đây nè, nhiều quá trời luôn nè. Phía bên đó nữa, rất là nhiều, có những cái đèn pha lê đằng đó đó. 3.000 bảng Anh, khoảng 90 triệu cái đèn hả mọi người. Nhiều lắm. Lấy kim lại coi này nè. Cái bộ đèn này nè. Cái bộ đèn mà bán từ trên đó xuống ha. 3.000, gần 3.400 bảng Anh. Khoảng 100 triệu. Đây là cái đèn nhỏ thôi nha, những cái đèn lớn trong đây nè. Chắc là mắc nữa. Cái đèn này mắc nữa. Ôi, những cái đèn pha lê trong đây đẹp quá. Mà những cái đèn này cái nhà mình không phù hợp. Tại vì nhà mình không có không gian lớn, không có không gian rộng cho nên là không có treo được. Đây nè. Những cái đèn này treo lấp la lấp lánh y như là kim cương vậy đó. Đẹp ghê chưa. Cái đèn này 900 mấy. 900 mấy chưa được 1.000, cũng gần 30 triệu hả mọi người. Mấy cái đèn này cũng đẹp nữa nè. Nó có màu gold. Có màu gold màu vàng vàng, đó là giống như cái nhà Kim, là cái mấy cái tay cầm, tay vịn đó là màu gold đó. Kim thấy đẹp. 2, 4, 5, 5 cái. 5 cái thì nó hơi bự không ta. 3 cái này được nè. 3 cái nhỏ này. 3 cái nhỏ này 220. 220 là khoảng 6 triệu mấy ha. 6 triệu mấy là Kim thấy được đó. Ba cái là được, 5 cái là hơi to tại vì không gian nhà mình nó không có lớn đó mọi người. Hả? Đây là trên lầu nè cô chú anh chị, bây giờ trời đang mưa ở ngoài mọi người. Mưa ồn quá chắc là Kim nói không có nghe. Ở trên đây là những cái đèn lồng nè. Đèn lồng đẹp chưa? Mấy cái đèn này
bông lụa gì quá trời luôn nè. Thằng lòng M45EB. Cuối cùng là không mua được ha mọi người. Kim không có chọn được cái nào luôn á trời. Không có cái nào nó có chọn được một trong hai thôi. Ví dụ như mình muốn mua cái set cho cái bàn ăn với lại cái quầy luôn, nhưng mà không có một cái cặp. Kim không có chịu chú anh chị ơi. Bây giờ Kim sẽ đi vô trong Manchester, từ đây vô Manchester khoảng 10 phút nữa đó. Do đó có một cái shop đèn nữa, nếu mà không được là đi về luôn. Kim có chụp hình những cái Kim thích rồi, xong rồi về mình sẽ chọn trong ba cái shop đó, cái nào mà mình muốn á thì mình sẽ đến đó mình mua hết mọi người. Tony tìm được một cái nơi mà người ta sản xuất đèn luôn đó cô chú anh chị, và cái showroom trưng bày đó mình có thể vào tham quan và mua đèn luôn. Nhưng mà hôm nay là đang cái ngày người ta nghỉ, người ta đóng cửa đó, giống như ngày lễ ở bên này đó mọi người, cho nên là người ta đóng cửa rồi. Đợi dịp sau Tony nói như nếu như mà muốn thì Tony sẽ chở đi. Thì bây giờ cả nhà Kim đi vô trong Manchester, đi vô cái shop Việt Nam mua đồ Việt Nam với lại mua hải sản, tôm, cua gì đó cho em Chi ăn. Nhưng mà Kim đi vì là Tony chở ở ngoài xe đó, cho nên Kim đi nhanh, Kim cũng không có quay nữa. Hello Chi. Chào con mặt con chú. Chi đang làm gì á? Yeah. Chi hôm nay giống họa sĩ chưa nè, mà cô chú hơi đây. Rồi chị vẽ, đang vẽ cái gì đó? A birthday card. Thiệp chúc mừng sinh nhật cho ai? Evelyn. Evelyn. Hồi bữa giờ ngày nào cũng thiệp chúc mừng sinh nhật cho Evelyn hết trơn. Cô bạn thân từ lúc 2 tuổi ha cô chú anh chị. Học chung từ lớp mẫu giáo đó. Dễ sợ không đây nè. Đó, rồi hôm qua cũng đã vẽ mấy cái rồi, hôm nay vẽ nữa. Đó, cái đầu ngày của ông Chi. Ngồi mà bưng cái đó giống họa sĩ dữ vậy ta. Rồi bưng cái mâm màu này, coi chừng nó lật xuống một cái, nó đổ xuống cái thảm là ba la làng luôn đó nha con nha. Sao con không để xuống bàn đi, con cầm chi vậy? Thôi Chi vẽ đi. Hôm nay mẹ sẽ có đồ ăn ngon cho Chi đó. Hôm nay mẹ có cua với tôm nữa. Chi ăn cua không? Ăn luôn ha. Em Chi xin mẹ đi ra ngoài mà mặc cái bộ đồ giống như áo mưa vậy đó cô chú anh chị. Đi ra ngoài là đi giống như em Chi xem phim Peppa Pig nè. Peppa Pig xong rồi muốn đi ra ngoài, xong rồi dẫm lên mấy cái đống nước á. Đây mà trời mưa không có đi đâu chơi được hết trơn. Cái bông này mới đẹp nè Chi nè, ở đây mà chỉ cho. Đây hái cái bông này hả cô chú anh chị. Rồi dán vô. Này có nguyên cái bông mới đẹp, con hái vậy nó không có đẹp. Đó em Chi làm vòng tay nè. Đẹp không? Đẹp quá ta ơi. Đau nữa. Ừ. Mẹ cũng làm cho mẹ nữa. Nè có bông nhỏ nhỏ này mới đẹp, mấy bông nhỏ xíu cho lên đó nè. Mấy bông nhỏ xíu này bị con xì lóc ăn hết trơn rồi. Nó mới vừa lú ra là con xì lóc ăn hết trơn rồi. Chị đừng hái cái bông này nha. Cái bông này đừng hái nha con nha. Cái bông này ngứa đó, đụng vô ngứa đó. Dễ thương quá. Dễ thương quá, chị làm nữa đi. À đằng đây có bông nhỏ xíu kìa chị kìa. Con trắng nhỏ xíu nè. Có bông màu tím là purple qua nữa nè, cái bông hẹ. Này giống bông hẹ, không phải bông hẹ, bông gì kia không biết nữa. Đây nè, màu tím nè chị nè. Dễ thương chưa? Something on the top of here that's little.
Nè mẹ con đi dạo nè ông bà cô chú ơi. Con Chi giờ đi về hát nghêu ngao nè. Rồi em muốn em đi em muốn kìa. Dễ sợ chưa? Giờ đi vừa múa vừa hát. Ra vừa quẹo qua xong là nghe tiếng chim hót líu lo rồi đó. Chi nghe chim hót líu lo không? Ở đây có hoa nhiều quá trời nè, chị thấy không? Nè. Mấy cái bông hoa nhỏ chiếu chiêu nè. Xíu xíu hả? Should we stop for this car? Ừ. Đẹp dữ ta. Nữa hả? You want each side the same. Ừ. Đẹp quá ta ơi. Kim xách theo một cái giỏ này nữa nè. Con keo với cái kéo. Châm Chi. Rồi nó châm Chi đấy. Rồi đẹp đó. Đi. Nào kia kiếm nữa. Bị gì con? Bị gì? Right shoulder pain in my hand. Mày có đau không? It itchy. Itchy ngứa quá hả? Mày có muốn mở ra không? Uh-huh. Hoa nhiều quá chị ơi, một rừng hoa luôn, đẹp không chị nè? Ở trong đó chừng ngứa con đó nha. Không có vô đó. Nhưng mà nó sẽ cắt đứt á. Chị đòi vô trong đó kìa. Ừ. Vậy em Chi muốn đi đâu đây? Đi hết một vòng tròn này luôn hả? Thiệt không? Đi được không? Chi đi được không? Nói mình đi nửa vòng hay mình đi trong đó đó mình đi qua. I want to go away with the technology. Ừ, ok. Ừ. Chị muốn chó hả? Chó con hả? Ừ. Chị xin ba đi, mẹ đâu có biết. Cái ba có chịu không? Em Chi. Em Chi lần trước đó là Chi nói là chị ước chị sinh nhật của con sẽ được con mèo hay con chó gì đó, con muốn con thú cưng. Well, it's actually my birthday. I actually want a pet. Là con gì, con mèo hơn chó? Không, một con hay chứ sao hai con được? I'll choose a dog because I can throw the ball and then he gives it back to me and I can do it every night. I want a puppy with my birthday. Mà xin ba đi chắc ba không cho đâu. He won't even give me one. I actually want one when it's my birthday. Birthday gives whatever you want. Hết rồi đó. Chị birthday muốn con chó vậy là không cần quà gì nữa đúng không? Chỉ một con chó thôi đúng không? Không có đồ đẹp, không giày đẹp. Nhưng mà chỉ có con chó dễ thương thôi. Không có đồ áo đẹp, không váy đẹp, không giày đẹp, không có party, không có bánh kẹo gì hết đúng không? Không có đồ chơi luôn đúng không? No, why can I not have that when it's my birthday? Nhưng mà chỉ chọn một cái thôi. Bây giờ chọn đồ đẹp chứ đồ chơi hay là chọn con chó? Chó. Con... Mẹ, why can I not have anything? Nói, mẹ nói rồi đó. Một là con chó. Do I need toys for my dog? Không. Thôi đi về nè. Kim hấp cua với tôm nè mọi người. Con cua này Kim mua ở Manchester. Kim mua nó còn sống á, nhưng mà giờ Kim bỏ vô trong tủ đông liền cho nó bất tỉnh đó. Giờ Kim hấp. Hey, that's
từ ngày cái nhà bếp của Kim mà sửa chữa đó, là Kim phải rửa chén, rửa rau, rửa cái gì tất cả là đều đem ra bên ngoài hết mọi người. Mặc dù là nó hơi bất tiện hắn, nhưng mà cũng vui được ở ngoài này ngắm hoa rồi nghe chim hót líu lo nữa. Với lại cái mùa này cũng đỡ nè, không quá lạnh hả mọi người. Mời cô chú anh chị ăn cơm với hai mẹ con của Kim nha. Con cô Kim hấp thêm cô chú anh chị, tại vì tôm nó chín trước á, cua thì nó chín sau. Kim định là làm thêm thịt luộc, cuốn bánh tráng nữa. Nhà Kim có mắm nêm nhưng mà không có rau sống gì hết trơn. Không có rau sống gì hết trơn á, nên là Kim không có làm luôn. Ăn cơm cho nó nhanh nè. Ngon ghê. Mà lột tôm cho. Dưa leo cũng được đó, dưa leo chấm như đó nha, nước tương chứ đừng nước tương đúng không? Kim có một cái chén nước muối chấm nè. Mẹ, does this swim? Does it still have the legs on? Does it hurt when I do this? Because they swim like that. Hai anh của Chi là cũng không có biết ăn tôm này luôn đó mọi người. Hai anh Chi cũng không có ăn cá hồi, không ăn tôm, không ăn hải sản. Chỉ có ăn fish and chip, là cái fish and chip Kim hay mua đó. Là cái cá mà người ta lăn bột chiên đó mọi người. Chăng như vậy thôi đó. Ba Chi thì cũng không có ăn tôm nữa. Khi nào mà đi về Việt Nam á, là làm mấy cái món tôm mà lột á, thì ba Chi ăn, hoặc là đi vô nhà hàng đó. Mà làm tôm mà cháy bơ tỏi đó là ba Chi ăn. Nhưng mà ở nhà là Kim làm như vậy ba Chi không bao giờ ăn hết trơn á. Cô có xong rồi đó chứ. Why is this eye not colored in black? Now you want this one. Một tôm giỏi dữ ta. Đi lọt bỏ nguyên cái đuôi luôn à.
Sao mẹ hả? Cảm ơn chị. Nào, như ước lao nè. Thấy ngon không? Now it looks good. Nha vậy? Chị thấy anh cuồng sao? Chị sợ hả? Ăn không? No. À, bữa giờ Việt Nam chưa có ăn rồi mà. Cái này giống như là con cua lông á, cô chú anh chị nó cũng rẻ mọi người. Này cái chén này được rồi, bữa chén rồi. No. Ít. Ăn thử cái này, cái miếng thịt này coi. Ngon. Này lúc Kim mua nó còn sống luôn đó, nhưng mà do Kim để vô tủ đá đó cho nó bất tỉnh nhân sự xong rồi mới luộc hấp. Bao rồi. Nhầm nhầm. Cua này này con giống như con cua nhỏ. Lần trước Kim mua gạch nhiều lắm. Lần này không có gạch nhiều. Có cái gạch này thôi nè mọi người. Cái gạch vàng chứ không phải là gạch đỏ. But it's skin is here too. Ngon chưa? I want that to bite me. Ăn thử này kìa. Không hả? Không ăn thử luôn hả? No. Chị nó không ăn rồi, bà cô chú ăn. Chị giống ba nó, có nhiều thứ nó không ăn nè. Ba chị không bao giờ rớt tới luôn. Nghe hấp cua là chạy mất dép rồi. Con ăn cơm chưa xong mà con chơi vậy chị? Đó là lý do Kim không mua nhiều, Kim chỉ mua có một con cua thôi với một ký tôm. Mua vậy không ai ăn hết trơn. Cái cua này nó bị dập quá, không có thịt nhiều mọi người ơi. Không ngon. Cua lần trước kia mua ngon hơn. Mấy cái hoa dạ này lúc nãy Kim với Chi đi dạo ở ngoài rừng cây nó hái nè mọi người. Về cắm lên để ngoài cái bàn này cũng xinh xinh dễ thương. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Kim nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.